Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc có nuốt chửng được thế giới hay không. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thường được coi là một siêu cường đang nổi lên. Chưa cần tính số liệu kinh tế của Hồng Kông và Macau, Trung Quốc hiện là nền kinh tế đứng thứ hai của thế giới theo tổng sản phẩm quốc nội GDP và nền kinh tế đứng thứ nhất thế giới tính theo sức mua tương đương. Và được coi là một siêu cường đang nổi lên nhờ dân số đông đảo và mức độ tăng trưởng kinh tế rất nhanh, với tỷ lệ bình quân hàng năm lên tới 6,9%. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Le Figaro, chuyên gia Francisco Heisburg của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS của Anh và Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp khẳng định Trung Quốc vừa trở thành siêu cường gần đây mà thôi. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc có một diện tích lãnh thổ rộng lớn và sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới cùng kho vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cũng là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngay trước thời điểm diễn ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán, báo cáo của Viện Lowy tại Úc cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ trong danh sách siêu cường ngoại giao. Cụ thể, theo báo cáo chỉ số ngoại giao toàn cầu Global Diplomat Index công bố vào ngày 27 tháng 11 năm 2019, Viện Lowy cho biết Trung Quốc có 276 điểm kết nối ngoại giao trên thế giới, nhiều hơn Mỹ 3 điểm, trong đó Mỹ chỉ có 273 điểm. Chỉ số này được Viện Lowy phân tích dựa trên số lượng các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước được duy trì ở quốc gia khác. Theo đó, Trung Quốc dù có số lượng đại sứ quán đặt ở các nước ngang với Mỹ, song trội hơn về số lãnh sự quán. Và Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Sydney nhận xét, đây là chỉ số thể hiện rõ ràng tham vọng quốc tế ngày càng lớn của Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Pony Play từ Viện Lowy nói tiếp, nhìn rộng ra, các lãnh sự quán tạo điều kiện hợp tác kinh tế giữa các quốc gia, trong khi đại sứ quán có trách nhiệm nuôi dưỡng quan hệ chính trị. Kết quả này cho thấy, về thực tế, mạng lưới các lãnh sự quán ở nước ngoài của Trung Quốc có thể hỗ trợ cho việc triển khai các tham vọng kinh tế của Bắc Kinh. Tuy nhiên, tác động của viêm phổi Vũ Hán về địa chính trị đối với Trung Quốc hiện nay vẫn chưa thể đo lường hết được. Đây là hình ảnh quang cảnh một con đường phố ở Vũ Hán sau khi bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Là nước đầu tiên bước vào cuộc khủng hoảng dịch tễ học và kinh tế trong những tháng đầu của năm 2020, Trung Quốc cũng đã chứng kiến sự suy thoái kinh tế đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Theo dự báo lạc quan nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2020. Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nạn thất nghiệp, bởi tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của nước này từ thập niên 70 luôn ở mức 6%. Năm 2021 sẽ còn khó khăn hơn đối với một số nước lệ thuộc vào xuất khẩu. Tăng trưởng kinh tế là bài toán dai dẳng mà giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn phải đối mặt. Bởi tính chính danh của chế độ chính trị Trung Quốc đang dựa vào hai cột trụ chính là tính lịch sử và tăng trưởng kinh tế. Nếu cột trụ kinh tế không còn nữa thì tính chính danh của Đảng sẽ mất đi một nửa. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải dựa vào trụ cột lịch sử dân tộc chủ nghĩa. Người Trung Quốc có quyền hãnh diện về những gì họ đã đạt được về kinh tế, xã hội và chiến lược từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ phải tăng cường đàn áp các tiếng nói đối lập và Bắc Kinh luôn thành công trong việc ngăn chặn và trấn áp các phong trào xã hội. Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới đã chi tiêu cho an ninh trong nước cũng bằng ngoài nước. Và chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên mạnh mẽ tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Đây là hình ảnh tổng thu nhập quốc dân của các nền kinh tế lớn nhất thế giới từ năm 1962 cho đến 2014. Trong đó Trung Quốc từ những năm 1990 đến những năm 2000 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Người Trung Quốc luôn tin rằng quốc gia mình đã là một đại cường quốc hùng mạnh đến nỗi có thể bành trướng trong khu vực, thậm chí trên thế giới như Nhật Bản trong thập niên 30. Từ đầu thập niên 80, Bắc Kinh đã quyết định bám vào toàn cầu hóa, vừa khai sinh với chính sách ẩn mình chờ thời của Đặng Thừa Bình. Nhờ không gây chú ý, Trung Quốc lợi dụng toàn cầu hóa để trở thành một quốc gia kỹ nghệ hiện đại. GDP của Trung Quốc đã tăng lên gấp 30 lần trong vòng 40 năm qua, một sự phát triển thần kỳ chưa từng thấy trong lịch sử. Và Trung Quốc đã trở thành trung tâm của toàn cầu hóa, với chuỗi hoạt động sản xuất xuyên lục địa và các yếu tố sản xuất được phân bổ theo lợi nhuận cao nhất. Tất nhiên, Bắc Kinh cũng không quan tâm đến việc phát thải khí thải CO2 và sự nóng lên của trái đất đã khiến các công ty châu Âu trước các tiêu chuẩn này ngày càng siết chặt đã phá giá
sinh thái ở Trung Quốc. Kết quả là toàn cầu hóa cũng có những chuỗi hoạt động sản xuất lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, điển hình là châu Âu. Và sự thức tỉnh trong lĩnh vực dịch tễ là đặc biệt phũ phàng vì châu Âu bỗng phát hiện là không còn sản xuất ra khẩu trang lẫn dược phẩm trên lãnh thổ của mình. Nhưng điều này có hai chiều, đó là sự lệ thuộc hết sức khó chịu đối với châu Âu, nhưng Trung Quốc cũng lệ thuộc vào xuất khẩu. Dưới góc nhìn của chuyên gia Francisco thì Trung Quốc là hùm dữ và châu Âu là mồi ngon. Đây là hình ảnh bản đồ con đường tơ lụa mới của Trung Quốc mà điểm kết thúc là châu Âu. Theo ông, Trung Quốc âm mưu sát nhập châu Âu vào đế quốc của mình. Con đường tơ lụa mới mà Trung Quốc khởi xướng có điểm kết thúc ở châu Âu. Khi nhìn vào bản đồ Trung Quốc, thị trường châu Âu vốn là thị trường chính của thế giới, là điểm đến của nhất đới, nhất lộ, tức là sáng kiến, một vành đai, một con đường. Còn Trung Quốc lại là một thị trường khép kín, có thể thấy sự bất cân xứng về thế giới mạng. Đại sứ quán Trung Quốc có thể lăng mạ châu Âu trên tài khoản tweet của họ ở Pháp, nhưng ngược lại thì không, vì tweet đã bị cấm tại Trung Quốc. Google và Facebook cũng vậy, trong khi Nga không cấm. Như vậy Trung Quốc bảo vệ lợi ích kinh tế của họ, nhưng lợi dụng sự mở cửa của các nước khác. Cách đây 5 năm, châu Âu coi Trung Quốc là phiên bản rộng lớn hơn của Nhật Bản, trừ đi nhân quyền, nhất là người Đức nhìn Trung Quốc một cách rất lý tưởng. Rồi cách đây 3 năm, họ nhận ra rằng Bắc Kinh đang bí mật nuốt chửng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, nên bắt đầu phản ứng lại, nhưng cũng không ngăn được Trung Quốc tung ra một chiến dịch quy mô tại châu Âu về công nghệ 5G. Đây là một chủ đề lớn giữa châu Âu và Trung Quốc trước khi xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei đang mua tất cả các tổ chức vận động hành lang ở Paris để tiêu thụ hàng của họ. Vấn đề hiện nay là 5G sẽ cơ cấu lại nền kinh tế thế giới trong tương lai gần. Ai kiểm soát được mạng 5G sẽ kiểm soát nền kinh tế. Và Trung Quốc đưa vào bằng cách vừa nhử mồi vừa đe dọa. Các vị không dùng 5G của chúng tôi thì đừng ngạc nhiên khi chúng tôi không mua xe hơi của các vị nữa. Trung Quốc còn đang là chủ nợ lớn nhất của các nước thuộc thế giới thứ ba, nhưng điều này lại gây phẫn nộ nguồn vốn này đến từ các tổ chức tiền tệ hàng đầu thế giới do các nước phát triển đóng góp. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp báo ở diễn đàn Vành đai và con đường ở ngoại thành Bắc Kinh vào hôm 27 tháng 4 năm 2019. Và lãi suất cho các khoản vay của dự án Vành đai và con đường có thể lên tới 6% đối với các nước nghèo đang phải vật lộn với dịch viêm phổi Vũ Hán, trong khi Trung Quốc là con nợ lớn nhất của ngân hàng thế giới với mức lãi suất chỉ có 1%. Tức là lãi suất của Trung Quốc cho các nước nghèo vay gấp 6 lần lãi suất mà ngân hàng thế giới cho Trung Quốc vay. Như vậy, Trung Quốc đã lợi dụng tốt nguồn vốn giá rẻ từ các nước phát triển để cho vay kiếm lời cao tới các nước đang phát triển, đồng thời tăng cường kiểm soát địa chính trị và lan tỏa kinh tế tham nhũng khắp toàn cầu. Và Bắc Kinh cho vay mà không đặt ra điều kiện về chính trị đối với tất cả các nước, kể cả chế độ độc tài không thể được các cường quốc khác hỗ trợ về tài chính. Đó là lý do mà các nước châu Phi, châu Á và vùng băng căng đã chấp nhận vay của Trung Quốc thay vì các tổ chức quốc tế hay các quốc gia dân chủ khác. Với cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra, các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất quay sang G20 xin xóa nợ. Trong khi châu Âu đáp ứng thì Trung Quốc nhất định thù nợ. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vẽ ra một kỷ nguyên tươi sáng của sự hợp tác khi tung hô Vành đai và con đường là một sáng kiến hợp tác kinh tế, không phải là một liên minh địa chính trị hay quân sự. Nhưng đối với nhiều thành viên, đây quả thực là một câu lạc bộ Trung Quốc, nơi mà các khoản nợ không chỉ đơn giản là gánh nặng quốc gia, mà còn là con bài để Trung Quốc mặc cả chính trị, tài nguyên, kiểm soát và lan tỏa nền kinh tế, tham nhũng, hủy hoại môi trường tới mọi ngóc ngách mà nó đi qua, trong đó có cả Việt Nam. Và Trung Quốc đã thực sự thành công trong việc lũng đoạn Liên Hiệp Quốc và các tổ chức chuyên môn thuộc Liên Hợp Quốc, trong đó có Ngân hàng Thế giới. Đây là hình ảnh ông Trương Đào, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Đây là lý do đã khiến Trung Quốc có thể trở thành người đi vay lớn nhất của Ngân hàng Thế giới với dư nợ lên tới 16 tỷ đô la. Trung Quốc đã dùng nguồn tiền giá rẻ này để thao túng phần còn lại của thế giới thông qua việc trở thành chủ nợ lớn nhất của thế giới. Ông Peter Navarro, Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng, nói rằng trong thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoạt động rất tích cực để cố gắng kiểm soát các tổ chức của Liên Hợp Quốc bằng cách đưa người của họ lên các vị trí lãnh đạo cao nhất. Tất nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã sử dụng những người đại diện kiểu như Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros, đại diện thuộc địa và rất nhiều người khác để gây ảnh hưởng và thao túng các tổ chức khác.
chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát 5 trong số 15 cơ quan chuyên môn. Và theo báo cáo này, có 15 cơ quan chuyên môn tại Liên Hợp Quốc, thì 5 trong số đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn. Đó là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Tổ chức Phát triển Công nghiệp, Liên minh Viễn thông Quốc tế Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Ngoài ra, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đảm nhiệm các vị trí cao trong các tổ chức quốc tế còn có Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới Dương Thiếu Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Dịch Tiểu Hoài, Tổng thư ký Quỹ tiền tệ quốc tế Lâm Kiến Hải và Phó Chủ tịch Trương Đào, Phó Tổng thư ký Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế Vương Dân Dĩnh và trợ lý Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới Trương Văn Kiến. Và từ đầu tháng 4 đến nay, đại diện ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành thành viên của nhóm tư vấn Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trung Quốc, đất nước với sự vi phạm nhân quyền đến mức báo động, đã kiểm soát Hội đồng Nhân quyền. Và một thực tế là các ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Tổ chức Y tế Thế giới, một tổ chức chuyên môn thuộc Liên Hợp Quốc, đã thổi bùng dịch bệnh bùng phát toàn cầu. Do vậy, không có hiểu về sự lũng đoạn của Trung Quốc trong nội bộ Ngân hàng Thế giới đã giúp chính quyền nước này dịch chuyển dòng vốn ưu đãi giá rẻ một cách bất công bằng, đáng lẽ để dành cho các nước nghèo về phía Trung Quốc và sử dụng nó để kiếm tiền và thao túng phần còn lại của thế giới, để thay đổi bản đồ chính trị, địa chính trị toàn cầu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020 với bản tin Trung Quốc có nuốt chửng được thế giới hay không? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de